Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và trên bàn mình đây là chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Thực ra là chiếc hộp của chiếc Redmi Note 8 Pro các bạn ạ. Nhưng không phải là phiên bản sách tay, mà đây là phiên bản chính hãng do DigiWorld phân phối. Và các bạn thấy là nó đã có tem của bên nhà DigiWorld nha các bạn. Đây là phiên bản chính hãng cho nên chúng ta sẽ có tem của bên nhà DigiWorld. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ mở hộp cũng như là chia sẻ với bạn về những cảm nhận đầu tiên của mình liên quan tới chiếc Redmi Note 8 Pro, để xem thử là với trong cái phân khúc giá tầm trung thì sản phẩm này có những gì hấp dẫn và có đáng để chúng ta mua chiếc Redmi Note 8 Pro phiên bản chính hãng hay không, hay chúng ta lại quay qua mua cái phiên bản sách tay. Về mức giá của cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link của hệ thống Severed ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video. Các bạn đừng quên click vào đó để có thể biết được mức giá chi tiết cũng như là mức giá đã giảm qua của chiếc Redmi Note 8 Pro phiên bản chính hãng như thế này. Và nếu mà chúng ta nhìn vào thiết kế của chiếc Redmi Note 8 Pro phiên bản chính hãng thì các bạn thấy là nó không hề khác biệt gì so với là phiên bản sách tay các bạn ạ. Từ ngôn ngữ thiết kế cho tới phần chất liệu cũng như là những cái phần chi tiết ở mặt sau thì nó cũng giống hệt và thôi. Chỉ có một cái điểm duy nhất giúp cho chúng ta có thể phân biệt được khi mà nhìn vào thiết kế của chiếc Redmi Note 8 chính hãng hay là sách tay, đó chính là ở cái phiên bản sách tay á, thì chúng ta sẽ không có những ký hiệu như thế này. Bởi vì những ký hiệu này thì nó dành cho thị trường châu Âu cũng như là ở thị trường Việt Nam. Lý do tại sao lại châu Âu và Việt Nam mà cùng, bởi vì nó cùng tiêu chuẩn, và muốn bán ở được ở thị trường Việt Nam thì bắt buộc nó sẽ phải có những cái chuẩn này theo hàng chính hãng nha các bạn. Còn về chất liệu thì chắc chắn rồi, chúng ta vẫn có cái mặt lưng được hoàn thiện bằng kính, và các bạn thấy là phần khung viền trên chiếc Redmi Note 8 Pro của chúng ta sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái dải anten nào cả. Chính vì vậy mà các bạn cũng rất là dễ dàng để có thể là đoán được đó chính là phần viền ở bên ngoài của sản phẩm này thì nó sẽ được hoàn thiện bằng nhựa, còn cái phần khung mà đặt những cái linh kiện bên trong á thì nó sẽ được hoàn thiện bằng kim loại. Nó cũng tương tự như của là trên chiếc Redmi Note 7 mà bọn mình trước đó đã từng bung men cho anh em xem ở cái phần nội thất ở bên trong. Và các bạn thấy là ở cái phiên bản màu đen mà mình có ngày hôm nay ấy, thì nó bám cực kỳ là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Mình chỉ vừa cầm nhẹ một chút xíu thôi thì các bạn thấy là nó bám cực kỳ là nhiều mồ hôi cũng như là bụi bẩn thì nó bám rất là nhiều. Và mình nghĩ là các bạn nên mua những màu sắc khác thì nó sẽ đẹp hơn so với là cái phiên bản màu đen như thế này. Còn chuyển qua về phần mặt trước thì các bạn thấy là cái sản phẩm này với mức giá tầm trung chỉ từ là 5 cho tới là 6 triệu đồng mà thôi, nhưng mà chúng ta đã có phần viền thì phải gọi là cực kỳ là mỏng. Với mức giá chính hãng như thế này thì mình thực sự rất là ấn tượng với chiếc Redmi Note 8 Pro. Chúng ta sẽ có một cái viền màn hình rất là mỏng cũng như là kích thước màn hình nó rất là lớn, giúp cho trải nghiệm của chúng ta thì nó sẽ tốt hơn so với cái việc mà chúng ta chơi game trên một cái màn hình nhỏ, bởi vì đây là cái sản phẩm hướng tới những cái bạn nào mà thích chơi game trên điện thoại. Và nói về chất lượng màn hình trên chiếc Redmi Note 8 Pro phiên bản chính hãng thì mình thấy là ở thời điểm hiện tại không có gì phải chê trách được trên cái chất lượng hiển thị của một chiếc điện thoại có mức giá từ 5 cho tới là 6 triệu đồng. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 6.53 inch, độ phân giải Full HD cộng và sử dụng tấm nền là IPS LCD. Đó là lý do tại sao mà các bạn có thể thấy là sự xuất hiện của cảm biến vân tay ở mặt lưng thay vì cái việc mà nhúng thẳng bên trong màn hình, bởi vì tấm nền IPS LCD thì chúng ta sẽ không thể nhúng được vân tay trực tiếp vào bên trong màn hình. Và cái màn hình này thì có độ sáng rất là cao nha các bạn. Các bạn thấy là mình chỉ cần kéo khoảng tầm là 60% thôi thì nó đã rất là sáng rồi, và góc nhìn cũng như là màu sắc của hiển thị cũng rất là tốt, và ở thời điểm hiện tại mình không có gì chê cả. Và sắp tới khi mà mình thực hiện những bài test mới hơn thì mình sẽ có chi tiết cho bạn đánh giá chi tiết hơn, cụ thể hơn về cái chất lượng màn hình trên chiếc Redmi Note 8 Pro, nhưng ở thời điểm tại thì mình không có gì chê được về cái màn hình của sản phẩm này cả. Còn về hiệu năng thì các bạn cũng biết rồi, các bạn nào mà đã mua hàng sách tay thì các bạn đã quá rõ ràng về cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có cái vi xử lý là MediaTek G90T này, và chúng ta sẽ có viên pin là 4500 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 18W. Và cũng như đây là một sản phẩm hướng tới những bạn nào gaming, cho nên là chiếc máy này thì chúng ta cũng được trang bị cái công nghệ là tản nhiệt bằng chất lỏng. Tuy nhiên một số những thông tin của những anh em mà làm bên nhà Xiaomi của mình cho biết rằng là cái công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng trên chiếc Redmi Note 8 Pro, bởi vì mức giá của nó quá thấp cho nên công nghệ này thì nó cũng rất là cũ mà thôi, chứ không phải là một cái công nghệ gì quá là mới. Bởi vì mỗi công nghệ ví dụ như tản nhiệt bằng chất lỏng ở thời điểm tại thì trên những chiếc điện thoại cao cấp thì chúng ta đã có những thế hệ mới hơn, nhưng trên chiếc Redmi Note 8 Pro của chúng ta thì nó chỉ là ở thế hệ thứ nhất hay là thứ hai gì đó mà thôi. Cho nên là tản nhiệt quá, mà các bạn thấy là ở cái phiên bản sách tay thì nó tương đối là nóng. Ngoài ra nữa thì các bạn thấy là với một sản phẩm chơi game thì bên nhà Xiaomi cũng tích hợp cho sản phẩm này với cái tính năng là Game Boost. Với cái tính năng là Game Boost sẽ giúp cho chúng ta có thể là chiến game tốt hơn trên sản phẩm này. Đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái phần là tăng tốc trò chơi này. Và khi mà chúng ta click vào đây thì chúng ta có thể thêm được rất là nhiều trò chơi để giúp cho tối ưu hóa phần cứng cũng như là phần
phần mềm tốt hơn. Còn về khả năng chiến game trên chiếc Redmi Note 8 Pro thì chắc chắn rồi, mình sẽ hẹn các bạn ở một cái video khác so sánh sản phẩm này với xử lý là Snapdragon 712 trên chiếc Redmi 5 Pro luôn. Và ngoài ra nữa thì phiên bản bán chính hãng ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ có hai phiên bản, thứ nhất là 6GB RAM và thứ hai là chúng ta cũng có 6GB RAM nhưng bộ nhớ trong của nó sẽ là 128GB. Còn cái phiên bản mình có ngày hôm nay là phiên bản tiêu chuẩn với bộ nhớ trong chỉ là 64GB mà thôi. Còn về phần camera thì có lẽ là các bạn đã biết quá rõ về sản phẩm này rồi. Đây sẽ là sản phẩm đầu tiên bán chính hãng ở thị trường Việt Nam mà có camera chính với độ phân giải rất là khủng, lên tới là 64MP. Nhưng với cái việc mà nó sử dụng cảm biến đến từ nhà Samsung thì các bạn cũng đừng hy vọng quá là nhiều về chất lượng chụp ảnh trên cái sản phẩm này. Và hôm sau thì bọn mình sẽ có một cái video so sánh các bạn giữa cái cảm biến 64 đến từ nhà Samsung và cảm biến 48MP đến từ nhà Sony trên chiếc Redmi 5 Pro để xem thử là hai sản phẩm này thì sản phẩm nào sẽ có cái chất lượng nhiếp ảnh ngon hơn. Ngoài cái việc mà nó sử dụng cái cảm biến là 64 thì chúng ta sẽ có thêm 3 cảm biến khác. Với cảm biến góc rộng là 8MP này, chúng ta sẽ có hai cái cảm biến, một cái thì hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và một cái thì nó sẽ hỗ trợ chụp ảnh macro, thì đều có chung độ phân giải là 20MP. Còn về phần camera trước thì chắc chắn rồi, sản phẩm này sẽ có camera trước rất là lớn, lên tới là 20MP. Và cuối cùng đó chính là về phần mềm thì các bạn thấy là sản phẩm này thì nó đang chạy cái nền tảng là MIUI với phiên bản là 10.4.4. Và ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video mở hộp cũng như là trên tay nhanh cho anh em về chiếc Redmi Note 8 Pro phiên bản chính hãng. Về phần thiết kế thì nó không khác biệt gì quá là nhiều ngoài cái việc mà chúng ta sẽ có cái thêm cái phần chứng chỉ cũng như là cái hộp thì nó sẽ khác biệt hơn so với là cái phiên bản sách tay. Thì về thông số kỹ thuật cũng như là về những thông số về hiệu năng camera thì nó không khác biệt gì các bạn ạ. Và các bạn thử đoán xem là sản phẩm này thì nó có thực sự cạnh tranh được với những sản phẩm đến từ nhà Realme, Oppo hay là Samsung trong cái phân khúc giá tầm trung là từ 5 cho tới là 6 triệu đồng hay không? Cũng như là các bạn muốn mà mình làm những clip gì liên quan tới sản phẩm này thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu còn thấy video hữu ích, các bạn quên để lại like, share cũng như là subscribe để ủng hộ kênh YouTube mình. Cũng như là đừng quên nhấn vào link của hệ thống 7net để có thể là biết được mức giá chính xác của sản phẩm này. Còn bây giờ, bye bye!